cái đây là cái mâm để tụi con cúng năm nay nha. Ở đằng xa xa có một thằng nhỏ nó núp lùm sau cái chùm bông hoa đào. Năm nay tổ chức bận hoa đào, trưng hoa đào. Đào đào nó núp sau cái thùng bia rồi bà con ơi. Chụp sao núp lùm. Hy vọng năm sau mình có được cái nhà ha. Mình yeah. Có... Ba đồ như đây. Để ta xuống dưới nó sao vậy? Đây là những món mà thường ngày mình hay sử dụng để mình xả stress.